Ai cũng biết Porsche là hãng xe cao cấp dành cho người giàu, nhưng sao xe của anh ta dơ thế? Thật ra nhiều người mượn xe của anh quá nên anh đã sơn màu này để tránh bạn bè mượn để đi tán gái. Còn đây là bên trong nội thất của xe, sang xịn và mịn thế này cơ mà, ước tính chiếc xe này không dưới 5 tỷ đâu anh em.